Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với nhật ký tô đai của Mỹ Hạnh hay còn gọi là Mi-han Tháng 10 mọi người có thể ngắm một loài hoa ở Nhật rất là đẹp đó là hoa cánh bướm Hay còn gọi là hoa cosmos nha Đây là hình ảnh mình đi ngắm hoa ở công viên Soa Kinen Công viên kỷ niệm chiêu hòa ở gần ga Tachikawa Mọi người có thể đến đây bằng Lai chùa Bằng tàu jr nha Khá là tiện lợi khi mà đi từ Tokyo đây là một vài hình ảnh mình chụp Thì hoa Cosmos có hai màu chính Đấy là màu hồng tím và màu vàng Đều rất là đẹp nha Trong tháng 10 thì mình có một chuyến đi rất là đáng nhớ Đó là chuyến đi tới nhà máy nước sạch Tokyo Nằm ở tỉnh Yamanashi nha mọi người Chuyến đi này thì gồm có mình này, thầy mình này và hai bạn nữa cũng ở trong cùng lab mình luôn, cũng là sinh viên của thầy mình luôn. Thì thầy mình là kiểu nhân vật trải nghiệm được nhà máy nước gửi lời mời tới nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập công ty nước sạch Tokyo. Đây là một chuyến đi đặc biệt mà có lẽ là rất ít người Nhật có thể được trải nghiệm. Ngay cả người Nhật cũng rất là khó để có thể được đến đây và trải nghiệm cái cung đường như chúng mình ngày hôm nay. Thì tàu dừng ở ga Ome lúc. 8 giờ 10 phút Mặc dù đã mặc ấm nhưng mà mình vẫn bị cái lạnh sáng sớm mà nơi chân núi làm cho bất ngờ Chúng mình được bên công ty cấp nước Tokyo hỗ trợ xe đi và có một đoàn các anh các chú hướng dẫn suốt cả ngày Thực sự là cảm thấy rất là biết ơn mọi người đã đi từ trên cao xuống dưới ga Ome đón đoàn mình bằng xe ô tô Và vòng trở lại văn phòng Đây là một văn phòng ở trên núi, đường đi thì hơn một tiếng đồng hồ bằng xe ô tô Càng đi thì nhà dân càng thưa thớt và ít lại Núi hiện ra nhiều và gần hơn Xe cứ đi xuyên qua vài ngọn núi thì ở phía bên trái hồ chữ nước Ohuchi bắt đầu hiện ra Rộng mênh mông luôn, nước trong xanh và lung linh ở dưới nắng Xe sau đó dừng lại tại một ngã ba thì đây là nơi đặt một văn phòng nhỏ Ở đây thì mình được xem ảnh 101 năm về trước Ngay tại nơi này không có một bóng cây Người dân khi xưa đốn cây để sưởi ấm này, để lại những cái ngọn núi trơ trọi luôn Nước ngầm vì thế mà không được giữ lại, đất đai bị sói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước thì công ty cấp nước Tokyo quyết tâm phủ xanh lại những ngọn núi này và đến 28% diện tích rừng là do công ty mất hàng chục năm trồng và gìn giữ. Nai và gấu rừng cũng là một trong những cái tác nhân gây hại cho cây rừng nhưng mà cũng được công ty quản lý vừa để bảo vệ môi trường sống hoang dã vừa bảo vệ rừng. Ở văn phòng chúng mình được thấy những cái lát cắt ngang của từng loại cây được trồng này, hình khắc là cây và những chiếc sừng nai đã được dụng thịt cũng được nhặt về. Một điều thú vị là nơi này thì thuộc tỉnh Yamanashi Nhưng mà công ty Tokyo Water Works Tức là cái công ty cấp nước Tokyo này Lại được phép đặt văn phòng ở đây Bởi vì nơi đây là khởi nguồn của dòng sông Tama Cái nguồn nước cung cấp nước sạch cho thành phố Tokyo Mình cảm thấy điều này quá là đặc biệt luôn Tại vì là của Tokyo nhưng lại đặt tại một tỉnh khác Sau đó thì chúng mình lại lên xe Lên lỏi vào sâu trong rừng Băng qua những cái khu cắm trại vì đi cùng công ty nên là được đặt cách mở cửa bảo vệ để đi ô tô sâu vào bên trong nơi những con đường đá sóc vọng uốn lượn còn hơn cả cái cung đường lò xo ở Nico nữa. Thực sự thì nếu như mà mọi người đến đây thì cũng có những người đi bộ được vào bên trong, nhưng mà để được đi xe ô tô như chúng mình thì là một trường hợp được đặc cách nha mọi người. Hai bên đường là lá cây đỏ rực rỡ này, suối thì chảy lúc thì rào rào, lúc co lại thì chỉ còn róc rách róc rách một tiếng nhỏ. Nhưng mà xe trước mình thì còn thấy ba con nai rừng, nhưng mà đến xe mình đi sau thì có lẽ là nó sợ mà nó chạy mất, nên là mình đã không được thấy đến gần đỉnh núi thì xe dừng lại và hành trình leo bộ của chúng mình bắt đầu. Các anh, các chú thì rất là chu đáo, còn chuẩn bị cả gậy leo núi này, băng tay này và áo khoác dài cho chúng mình nữa. Tuy nhiên thì bởi vì áo của mình khá là ấm nên là mình đã không mặc thêm áo khoác của công ty. Còn lại hai bạn đi cùng mình thì mặc thêm áo khoác nên là nhìn khá là giống với nhân viên của công ty luôn. Ai cũng đeo thêm một chiếc chuông nhỏ để tránh gấu và chú dẫn đoàn còn mang theo một con dao để đề phòng mà nếu mà gặp gấu rừng thì có thứ để tự vệ có lẽ với mọi người ở đây thì đường đi quá là đơn giản nhưng mà với mấy đứa con gái chúng mình thì cũng cần có một chút cẩn trọng đường đi lên giữa hai bên cỏ lau ở bên dưới thì thỉnh thoảng sẽ có những cái khúc gỗ mà được đặt ở trên đường để tránh trơn trượt gió thì thổi thẳng vào mặt khiến mũi mình thì lạnh cóng mặc dù mình có đội mũ len nhưng mà phần mũi mình nhô ra đằng trước thì lạnh cóng luôn cố gắng điều tiết hơi thở để đi được lâu hơn và không làm chậm lại cái quá trình đi của mọi người Chắc có lẽ là mọi người cũng biết là mấy đứa con gái mình thì hơi yếu đuối Nên là cái thiết kế cái đường đi thì siêu siêu đơn giản luôn ờ, Các chú cũng bảo là ngay cả trẻ con cũng đi được Chỉ tầm 10 phút sau thì chúng mình đã đến chậm dừng chân đầu tiên Nơi đây thì có cái cột mốc ba cạnh Nghe kể rằng là khi mà mưa rơi xuống tại cái đỉnh này thì nước sẽ chảy về ba phía Chính là ba con sông khác nhau mình thì chỉ nhớ được sông Arakawa, còn lại thì mình quên tên mất rồi. À, từ đây hướng mắt ngược về phía nãy thì sẽ thấy được núi Phú Sĩ nhưng mà nay trời có mây nên là không thể nào mà nhìn được. Cả đoàn mang cơm nắm ra ăn trưa thì à, mọi người đều là cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà có duy nhất một anh à, mang nước sôi ở trong cái bình giữ nhiệt ra pha mì hộp, thế nên là ai nấy cũng đều rất là thèm. Bởi vì ở à, nơi này là đỉnh núi thì chỉ tầm 8 đến 10 độ thôi. Trước lúc đi thì mình chỉ nghĩ là đoàn mình bốn người và có thêm một người bên công ty đi cùng Thế nên là mình mang đúng năm quả quýt để vừa vặn trong hai tuổi áo Nhưng mà cuối cùng thì cả đoàn đến tận hơn chục người Rất là nhiều người của công ty đi cùng với chúng mình Thế nên là tuy có hơi ít nhưng mà mình vẫn mang ra mời mọi người cùng chia nhau ăn Ăn xong thì chúng mình tiếp tục lên đường đến nơi mà giọt nước đầu tiên của dòng sông Tama chảy ra ấy mọi người Đường đi đoạn này thì khá là bằng phẳng nên là không mệt chút nào. Mọi người cũng bắt đầu bớt ngại ngùng và trò chuyện nhiều hơn. Các anh còn chỉ cho mình cái vết cào ở trên tấm bảng gỗ này, tấm bảng chỉ đường ấy. Rồi à, lông gấu vẫn còn dính lại này. Thầy mình thì hào hứng nhặt một cái lông gấu bỏ vào ống ống nhựa mang về để nghiên cứu. Rồi mình không biết là thầy có nghiên cứu không hay là mình sẽ phải làm người nghiên cứu cái lông gấu đấy. Đến bây giờ thì mình cũng không biết là cái lông gấu ấy nó đi đâu mất rồi. Đi thêm một đoạn ngắn là đến cái cột mốc nhưng mà nhìn mãi thì không thấy giọt nước đâu Chắc cái này thì nó cũng kiểu xác suất lúc ra lúc không Tại vì là cái khe nó rất là nhỏ thôi Chắc là cũng phải may rủi giống như là thấy đỉnh người phú sĩ lúc nhìn thấy lúc không vậy Tuy nhiên thì thầy mình cũng rất là quyết tâm được sờ vào cái giọt nước tinh khiết của cái dòng sông Tam Mai một trong những cái giọt nước đầu tiên tại vì là nếu như mà nó không chảy ở phía trên đấy thì nó cũng có một dòng chảy ngầm ở bên dưới thế nên là thầy mình lại đi xuống dưới nữa để thấy cái đoạn nó nhìn nó rõ hơn cái khe nó rộng hơn ở bên dưới thì các chú nói là sẽ hơi dốc và khó đi nên các bạn nữ có thể chờ ở phía bên trên mình thì mình hơi lo về cái khoản leo trèo của mình nên là mình muốn chờ ở bên trên thôi nhưng mà bạn nữ người nhật đi cùng ấy rất là muốn xuống nên là mình cũng đi theo đường dốc thật nhưng mà cũng không quá khó đi bởi vì bọn mình đều có cái gậy leo núi này rồi ở bên dưới thì đều có các cái khúc gỗ để chặn tránh trơn trượt đến mà cuối cùng thì có một anh trong đoàn xuống dưới từ trước và đứng ở dưới cho đỡ vì nó khá là cao xong rồi mình lúc đến lượt mình xuống thì mình loe ngoe cái chân nó phải chạm mãi không tới được mỏm đá thế là tất cả mọi người đều phá lên cười dưới đấy thì là đã thấy được dòng nước chảy ra và mọi người có bảo là uống được nước tại vì nước nó là những cái giọt nước đầu tiên nó rất là trong lành thế nên là mọi người mỗi người đều thử một ngụm và nó mát lạnh luôn tại vì là nó chảy ngầm ở bên trong những cái tảng đá chảy ra xong rồi chúng mình quay trở lại thì con đường trở lại thì nhẹ nhàng hơn con đường lúc đi về lại nơi đỗ xe chúng mình cũng trả lại đồ leo núi cho các anh các chú và trò chuyện thêm một chút có một chú nói chuyện với mình rằng là đã đến Việt Nam cách đây 30 năm và đi từ Bắc Chí Nam bằng xe khách chú vẫn nhớ được tên các tỉnh thành và nói rằng là Việt Nam là một đất nước tốt à, tại vì nói bằng tiếng Anh với cả tiếng Nhật nên là dịch sang tiếng Việt nghe nó sẽ uh, hơi lạ lạ một chút chú hỏi mình là sao lại sang Nhật rồi sau này muốn làm việc ở đâu và rồi chú cũng chúc mình sẽ có một công việc thật là tốt cuối cùng chú nói với mình là cảm ơn và xin chào thực sự là rất là cảm động về sự hiếu khách của các anh các chú ở trên đây và đặc biệt là chú vẫn nhớ được vài từ tiếng Việt sau 30 năm du lịch chúng mình lên xe trở lại văn phòng và một đoàn các anh khác sẽ đưa chúng mình đi tiếp còn lại thì sẽ chia tay mọi người tại đây địa điểm tiếp theo là hồ chứa nước rộng 25.000 hecta mà trên đường đến đây lúc sáng chúng mình đã nhìn thấy Lúc sáng đi qua thì nhìn mặt hồ rất là lung linh lấp lánh luôn nhưng mà bây giờ là 3 giờ chiều rồi thì mặt trời đã khuất sau dãy núi cao Tại vì là có núi tre mất nên là uh, trời ở đây tối khá là sớm Chúng mình lên một con tàu nhỏ này đi vòng xung quanh hồ Tàu thì chạy bằng điện từ nước, có hệ thống để sinh điện trên tàu luôn Và tên tàu thì là Zero Emission tức là không có chất thải, không có khí thải gì hết sau đó thì chúng mình được đi thang máy xuống 100m Quan sát cái hệ thống bên trong và phía sau đập nước Ở phía bên trong này thì chúng mình không được quay chụp gì cả Đập thì được làm từ hàng nghìn những cái khối bê tông Xếp ngay hàng thẳng lối lên nhau Nhìn qua thì khá là giống cái kiểu kinh tự tháp Mọi người có thể nhìn thấy ở đây Là hình ảnh của hồ chứa Trong 6, 4 mùa Hình ảnh của hồ chứa trong 4 mùa Mùa xuân này Có hoa anh đào này Mùa hè thì Rất là xanh Mùa thu thì sẽ có chớm lá đỏ Ở xung quanh hồ thì thực ra đọ, lá đỏ, lá vàng không nhiều nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy Và trời rất là trong xanh Nhìn lúc mà bọn mình mới đến ấy, thực sự cực kỳ cực kỳ đẹp luôn Nắng nó chiếu lên xong rồi nó lấp lánh Đẹp dã man Còn mùa đông này Tuyệt vời luôn Xung quanh đều là phủ tuyết trắng xóa Kết thúc một ngày tham quan tại văn phòng ở phía bên trên đập nước lúc này thì chỉ còn một vài vạt nắng vương ở trên phía dãy núi xa xa thôi chúng mình được hỏi về cảm nghĩ sau chuyến tham quan quên mất không nói thêm là ngoài chúng mình ra còn có một anh nhà báo đi cùng để ghi lại cái chuyến đi trải nghiệm thì khi mà được hỏi về cảm nghĩ sau cái chuyến tham quan này thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều nhưng mà hiện tại thì mình không nhớ gì lắm nhiều lắm ngoài cái câu văn mà mình đã áp dụng tập làm văn hồi tiểu học đó là từ hôm nay trở đi mỗi lần uống nước em sẽ nhớ về ngày hôm nay và nhớ về dòng sông Tama tuy là áp dụng văn mẫu nhưng mà đó là thực lòng của mình ấy mọi người thực sự là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ luôn khoe với mọi người là sau đó khoảng tầm một tháng ngày chúng mình đi là ngày 26 tháng 10 thì đến ngày 27 tháng 11 thì chúng mình đã được lên báo nha báo tiếng Nhật nha mọi người thực ra là báo gì thì mình cũng không biết đọc chữ tiếng Nhật nữa nhưng mà ở đây có hình của bọn mình này hình của mình với thầy với cả hai bạn cùng lát và uh, các chú đi cùng hôm đó các chú đi cùng cực kỳ dễ thương luôn ở đây thì uh, có ghi là trải nghiệm ấy nói chung là một ngày trải nghiệm như đó và bởi vì thầy mình là khách mời chính thì nên là hầu như là thầy mình sẽ đứng chính giữa và là người chính giữa trong tất cả các bức hình còn đây là mình này <laughs> mặc áo màu trắng trong khi tất cả mọi người đều mặc áo màu đen hoặc là màu sữa màu thì một mình mình mặc áo màu trắng thế nên là mặc dù là in hình đen trắng nhưng mà vẫn rất là rõ mình ở đây và tiêu đề là 100 năm như là ừ. Thực ra cái chuyến đi này là kỷ niệm 125 năm. 125 năm. Đây này Ở đây là 125 năm của nhà máy nước Tokyo ấy. Hành xong rồi sau khi mà kết thúc chuyến đi thì chúng mình được hỏi về cảm um, nghĩ của bản thân sau khi chuyến đi đấy. Tại vì là cái chuyến đi của chúng mình có đi cùng một chú uh, nhà báo nữa. Và chú nhà báo chính là người đã viết cái bài báo này. Và đây là comment của mình. Đây là bình luận nêu cảm nghĩ của mình. Mặc dù là mình không nhớ lắm, thế nhưng mà đại loại là uh, mình rất là ấn tượng với cái việc mà bảo tồn um, của bên Nhật bởi vì đó thực sự là cái cảm xúc của mình. Mình thấy mọi người rất là tận tâm và mọi thứ đều được làm rất là chỉ chu và đã có lịch sử rất là lâu đời rồi, hơn 100 năm rồi. Và từ một cái uh, uh, vùng đất gọi là đồng không mông quạnh không có gì luôn. Có khi là có cũng không mọc. Mọi, nếu mà mọi người được nhìn thấy cái hình ảnh Mà hơn 100 năm về trước Ở cái chỗ khu rừng đấy Thực sự là không có một bóng cây luôn Và bây giờ nó là một cái khu rừng cực kỳ rậm rạp và xanh tốt Và giữ được cái nguồn nước sạch Để cung cấp cho cả thành phố Tokyo Thì uh, mình thực sự rất là uh, Gọi là Ngưỡng mộ, một phần ngưỡng mộ, một phần là xúc động Và khá là chóng ngợp Và uh, Mình cũng có phát biểu một câu Đấy là từ giờ mỗi khi mà mình uống nước Thì mình sẽ nhớ về dòng sông Tama Nhớ về cái um, Đỉnh núi Mizuhi Nhớ về cái ngọn nguồn của dòng nước Chảy về Tokyo Đại loại là giống như Người Việt Nam mình có câu là Uống nước nhớ nguồn Thì nó chính xác là cái nghĩa đen của cái câu này luôn Nghĩa đen của cái cảm xúc của mình lúc đó luôn Ở à đây này, mỗi lần uống nước thì sẽ nhớ về <laughs> nhớ về cái dòng sông Tama, nhớ về uh, ngọn nguồn của dòng nước và nhớ về ngày hôm đó. thực sự là một ngày mà mình không hề um, mong đợi quá nhiều. trước khi đi mình chỉ nghĩ đó là một buổi uh, đi leo núi bình thường thôi. thế nhưng mà thực sự là mình đã uh, học được rất là nhiều và cảm thấy rất là may mắn vì được tham gia một cái buổi trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa như vậy vậy nha hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo bye bye